7 triệu đấy.
đỏ là chết treo, hạ treo, treo đó, cứ bằng nữa. Đang bón muôn sang em thảo đấy hả, bà kéo con cái súng súng chúng mắt chúng chúng mắt đi chơi đạn đẹp đẹp đấy, cái bác phải đẹp cái gà đấy ngà. Mang quả lạc này kẻ này đáng kẻ này cái kéo đấy, cái kéo cái đi hả mẹ tắm kẻ này ít tin đấy cả. Hết 100.000 à, hết cứt rồi, mẹ nói hẳn mẹ 200 rồi. Đây là ngâm xuyên lên. Đây rồi, lấy là vào xuyên rồi, biết rồi, đây là. Đây là bón là hôm qua 100 cây, cứ gần sông má bán là nghỉ cây là phải rồi, tính cây phải. Mấy cây mới có điểm viên à? Nghỉ cây 20 điểm viên à? Quần giáo phải xích hết cây, cây, quần giáo 81 cây. Đây là 81 cây quần giáo rồi. Con hấu này. Đây này, cái số này. Một tuần giáo thôi, cái xếp này. Khói em ơi, khói có đi mà sao? Tính đang ra một chuyến. Một chuyến này xuống tháng cùng một bé đang trong tập tái chị. Không vội được đâu, Hà Nội không vội được, có bình tĩnh. Đẹp quá, cảnh đẹp. Các dây an toàn biết không ạ? Chết đây, phạt tiền ngu đây này. Anh trả dính đây 900 đây. Cả người ngồi đằng sau các dây an toàn đấy. Này phạt ở đây này, phạt ở đây này. Em biết bao nhiêu? Đây là từ... Đấy anh mất chỗ này 900 thôi. Anh ăn các cái hạ hốc phi đó. Đi đi xe máy thì mình đi đứng xa làn đường ấy. Ờ, làn đường. Đứng xa làn đường thì bảo là đứng đèn đỏ. Mình đèn đỏ mình không để ý. Xong rồi các bảo mình đứng xa làn đường ấy. Thế nào phạt. Trên này bán tốc độ đấy nhá, mà xe máy ô tô mà đi nhanh hoặc phát trên này đóng bán tốc độ không? Đóng bán ở đây đi này. Mấy lọ, mấy lọ, mấy lọ, mấy lọ. Chưa rủ sợi thơ ấy mấy trăm bài
Em vừa đi xong má về, bây giờ đến thành phố Sơn La rồi, qua rồi. Má à?